ok và mấy con chó này ok và bố mày bảo là ok và mày đéo thích thì ok, dù tao chặt đá thì ok, dù tao đập đá thì thôi đê, bố mày chơi hai đứa Kara trong buồng Kara ok và mấy con chó này ok và bố mày bảo là ok và mày đéo thích thì ok, sao mày biết thì ok, còn nếu mày không biết thì ok, còn nếu mày thích thì ke, còn nếu mày không có ta mày thằng nhà giàu thì mồm lúc nào cũng đầy ok và mấy con chó này ok và bố mày bảo là ok và mày đéo thích thì ok, dù tao chặt đá thì ok, dù tao đập đá thì thôi đê, còn phong nhà tao mà biết thông điếu thì lại vãi lộn ok và mấy con chó này ok và bố mày bảo là ok và mày đéo thích thì ok, nên ra đằng đá thì ok, nên ra đập đá thì hơi khê, cái gây thằng chanh ba hết mấy phải thì lại tìm mày lướt trên mặt nước tao nhớ em trong bóng đêm, các sâu của tao mày dẻo khi này kịp của tao em trong bóng đêm, khi tao bắt được rap không bài nào của tao em trong bóng đêm, mà chỉ cho bình xin flex tôi hỏi sao lâu nhất sao anh vui rồi tìm em của bọn tao thấy rap tìm em trong bóng đêm, tìm em đi ngay vào ba tìm em trong bóng đêm, tao lại không muốn uống tại sao khi em mơ mộng em lại không xuống em lại hỏi tại sao anh thấy chờ tìm em, anh đặt tay vào hông em mà dên thì anh cũng tận, tại sao ai cũng hỏi tại sao tao không thì rap biệt có thằng chỉ tao như điên chỉ đơn giản vì rap tao quá tuyệt ơn tao chiều tao là thứ nhất xong chiều mấy em gái thứ hai mấy thằng chửi mà muốn đứng chiều thì chiều qua đây tao trong sao dài tìm em ok và mấy em trong bóng đêm và bố mày bảo là ok và mày em trong bóng đêm dù tao chơi đá thì ok dù tao đánh đá thì quê đê kể cả sao mà sao anh thấy bơ tìm em tìm em tìm em mà sao anh thấy bơ tìm em.